Xin thân ái kính chào các bạn. Trong phần ngày hôm nay chúng ta sẽ học qua bài chú Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú. Trọng tâm của bài này sẽ là phần tiếng Phạn và cách phát âm của phần tiếng Phạn đó. Nhưng trước hết chúng ta sẽ đọc qua phần tiếng Việt trước. Khệ thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi, ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi Thùy Gia Hộ. Nam Mô Tát Đa Nẵm, Tam Miệu Tam Bồ Đà Cu Chi Nẵm, Đát Điệt Tha, án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bốn câu đầu là cái bài kệ của Ngài Long Thọ đặt ra để tán thán cái bài chú này. Và hai câu cuối cùng là câu chú của Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú, là Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đà Cu Chi Nẵm Đát Điệt Tha, án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần kế tiếp. Phần kế tiếp là phần tiếng Phạn, và cái tựa đề của cái bài chú này là Chundi Dharani. Chữ C chúng ta đọc là Cha, Chundi Dharani. Chúng ta sẽ đọc qua một lần. Namo Satanam Samyak Sambuddha Kotinam Tadyatha Om Chale Chule Chunde Swaha. Đó, rất là dễ, rất là ngắn. Chúng ta sẽ để ý qua một số từ có màu đỏ. Chữ A có dấu gạch ngang, chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Satanam, 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 Namo Satanam, Samyak Sambuddha, Samyak, Samyak, Samyak Sambuddha, Samyak Sambuddha, Samyak Sambuddha, Samyak Sambuddha, Samyak Sambuddha. Kotinam, Kotinam, ta, ta. Chữ T này có dấu nặng, chúng ta đọc là ta. Từ trên vòm họng chúng ta phát âm ra ta. Kotinam, 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 Kotinam. Tadyatha, Tadyatha, Tadyatha. Chữ thờ bình thường như là thờ của tiếng Việt Nam đó. Tha, chữ A có dấu gạch trên đầu thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Còn chữ A không có dấu gạch ngang, chúng ta đọc một nhịp. Tadyatha, Tadyatha, Om, Chale, Chale, Cha, Cha, Chale, Chule, Chale, Chule, Chande, 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 Swaha, Chande, Swaha. Đó, và chú rất là ngắn và rất là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần kế tiếp, tức là xem qua những cái từ này có ý nghĩa như thế nào. Cái câu đầu Namo Satanam Samyak Sambuddha Kotinam là con xin quy mệnh bảy ức Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, hay là Đức Thất Câu Chi Phật. Cái chữ ức này nè, là ở Việt Nam mình một ức là 10 vạn, tức là 100 ngàn. Còn ở Trung Quốc thì khác. Ở Trung Quốc một ức của họ có giá trị là 100 triệu. Đó, ở Ấn Độ cũng dùng cái đơn vị ức như thế. Thì chúng ta dịch là con xin quy mệnh bảy ức Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu mà mình dịch ra tiếng Việt á, là con xin quy mệnh 70 vạn. Đó, một ức là 10 vạn thì 70 vạn Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Còn nếu mà chúng ta dịch theo tiếng Trung Hoa đó là 700 triệu Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là Đức Thất Câu Chi Phật. Rồi, Tadyatha là tuyên nói thần chú là Om, là một từ thiêng liêng mà chúng ta không cần phải dịch, chúng ta để nguyên đó. Đó là cái từ gốc của vũ trụ. Chale là đi vào sự tĩnh lặng, sự yên ắng của tâm hồn. Chule tức là đi thẳng đến. Chande là tự tánh thanh tịnh. Swaha là thành tựu đại niết bàn. Đó. Rồi, chúng ta qua ý nghĩa của bài chú. Con xin quy mệnh Đức Thất Câu Chi Chánh Đẳng Chánh Giác. Như vậy, khi thân khẩu ý trong sạch sẽ mở lối đi thẳng vào tự tánh thanh tịnh của tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của đại niết bàn. Đó là cái phần bài chú tiếng Việt.
Thì cái phần tiếng Anh này chúng ta cũng lấy cái tựa đề của cái phần tiếng Phạn. I bow my head and place my reliance in her wonderful achievement. My face is on the ground to pay adoration to 7 billion Buddhas. Now I praise the great Chundi, beseech her compassion and mercy to bestow her protection. Adoration to the 7 billion perfectly, completely enlightened beings. Thus, Om, awake, arise, purity is auspiciously completed. Đó, đây là cái phần tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ qua trở lại cái phần tiếng Phạn để chúng ta đọc. Namo Saptanam Samyak Sambutta Kotinam Tadiyatha Om Chale Chule Chande Swaha. Namo Saptanam Samyak Sambutta Kotinam Tadiyatha Om Chale Chule Chande Swaha. Namo Saptanam Samyak Sambutta Kotinam Tadiyatha Om Chale Chule Chande Swaha. Namo Saptanam Samyak Sambutta Kotinam Tadiyatha Om Chale Chule Chande Swaha. Namo Saptanam Samyak Sambutta Kotinam Tadiyatha Om Chale Chule Chande Swaha. Namo Saptanam Samyak Sambutta Kotinam Tadiyatha Om Chale Chule Chande Swaha. Namo Saptanam Samyak Sambutta Kotinam Tadiyatha Om Chale Chule Chande Swaha. Đó. Cái bài chú này rất là ngắn và rất là dễ học. Các bạn hãy chú ý những chữ màu đỏ đọc cho nó đúng, rồi sau đó chúng ta học thuộc lòng luôn nhé. Rồi bây giờ xin kính chúc các bạn học mau thuộc đoạn này và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp nhé. Xin kính chào các bạn.